Running Man Việt Nam tập 6, Carrick tới công chuyện với Thúy Ngân thật rồi. Bộ đôi oan gia Thúy Ngân Carrick lại tiếp tục đối đầu với nhau trong tập 6 của Running Man Việt Nam chơi là chạy. Tham gia khóa huấn luyện đặc biệt tại Hàn Quốc, các thử thách dành cho dàn cast Running Man Việt Nam chơi là chạy đã khó khăn và cạnh tranh cao hơn rất nhiều so với những tập đầu. Ở tập tuần trước, khán giả đã được chứng kiến những màn so tài đọ sức cười ra nước mắt giữa hai đội xanh và vàng. Trong tập 6, họ sẽ cùng bước vào phần xé bảng tên đầy gay cấn trong teaser ngắn hé lộ tập 6. Jun Phạm và Thúy Ngân quyết định bắt cặp cùng nhau trong cuộc chiến đầy căng thẳng này. Như vậy, có thể Ngô Kiến Huy và Trương Thế Vinh sẽ đồng hành cùng tác chiến. Đối thủ mà họ gặp phải là Trường Giang khi anh cả chính thức bật chế độ truy sát tiêu diệt Ngô Kiến Huy đến bước đường cùng. Bên cạnh đó, cảnh Trương Thế Vinh mặt đối mặt với Trường Giang cũng gây nhiều tò mò và suy đoán. Có thể voi biển đang tìm cách cứu thỏ đen, nhưng cũng không nằm ngoài khả năng anh chàng trả thù cho đồng đội của mình đã bị Giang ca xé. Đặc biệt hơn, ở tập trước, Thúy Ngân vừa khóc lóc mếu máo khi bị Carrick đè tơi tả xác sơ, nên đây sẽ là cơ hội để Hoa săn mồi phục thù. Thúy Ngân được đánh giá là một trong những thành viên có thể lực mạnh nhất, không thua kém các cast nam, nên dường như chưa bao giờ cần nhường nhịn trong trận quyết đấu với Carrick. Thúy Ngân bất chấp bị kéo áo lê trên sàn, và một lần nữa cả hai lại dùng hết sức để cố gắng chiến thắng đối phương. Về Jun Phạm, anh không còn là thỏ trắng nhút nhát chuyên đi chạy trốn, mà giờ đã tự tin đối đầu với thợ săn Liên Bình Phát. Cuộc giằng co dữ dội giữa hai thành viên đô con rất khó để dự đoán ai sẽ xé bảng tên của ai. Một trong những đặc sản của Running Man Hàn Quốc đã xuất hiện trong tập này, thử thách bùn lầy. Đến đây, Ninh Dương Lan Ngọc chính thức không còn gì để mất khi cô nàng bị kéo lê ngập mặt trong bùn. Ở một diễn biến khác, song thỏ lại bị buộc phải đối đầu trong cuộc chạy đua, và dường như thỏ đen hậu đậu vụng về vẫn chưa thoát khỏi vận xui. Running Man Việt Nam chơi là chạy tập 6 sẽ lên sóng lúc 20:30 ngày 24 tháng 10 trên kênh HTV7 và siêu ứng dụng giải trí VEON. Running Man Việt Nam chơi là chạy do Rong Tay Promotion phối hợp cùng SBS sản xuất, phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí VEON và HTV7 vào lúc 20:30 Chủ nhật hàng tuần. VS là đối tác truyền thông chính thức của chương trình. Mọi thông tin về Running Man Việt Nam mùa 2 sẽ được cập nhật nhanh nhất trên viiz.vn.